chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bếp từ bốn mặt của Bosch. Bosch là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất của Đức về việc sản xuất bếp từ. Bếp từ bốn mặt của Bosch có kích thước chiều bề rộng của bếp là 59cm và bề ngang của bếp là 52cm. Với bếp từ Bosch bốn mặt này thì có công suất là 7.400W cho tổng công suất của bếp. Công suất cụ thể của từng bếp. Đối với hai bếp phía bên tay trái có công suất ngang nhau, có thể đạt từ 1.800W lên 3.100W. Còn đối với bếp bên tay phải phía bên trước là công suất cực đại, với công suất có thể đạt là từ 2.200W lên đến 3.700W. Còn bếp phía bên tay phải phía trên là bếp công suất nhỏ nhất, với công suất thiết kế là 1.400W đến 2.200W. Giờ mình sẽ giới thiệu qua với các bạn các chức năng cơ bản của bếp từ Bosch. Đầu tiên các bạn thấy phím tròn đây là nút để khởi động bếp. Các bạn bấm vào sẽ thấy bốn biểu tượng bếp sẽ bật sáng. Tuy nhiên giờ thì bếp sẽ chưa hoạt động. Trừ khi các bạn lựa chọn cái bếp nào thì các bạn sẽ ấn tay vào dấu cộng của bếp đấy. Như phía mình ấn tay, đấy là bếp. Sau đó bạn chọn cái mức nhiệt mà các bạn muốn bếp hoạt động. Ở đây mình chọn mức 5. Tuy nhiên đây là bếp từ, vì vậy bếp sẽ tự động để nhận diện nồi lớn. Bạn sẽ thấy số 5 liên tục nhấp nháy. Ở đây báo hiệu là chưa có bếp, chưa có nồi và bếp chưa hoạt động. Chức năng thứ hai mình muốn giới thiệu đây là cái hình đồng hồ hẹn giờ ở đây. Để hẹn giờ cho bếp nào thì các bạn đầu tiên là lựa chọn bếp đấy này. Mình sẽ lựa chọn bếp cũ này, lựa chọn mức nhiệt là 7 này. Sau đó mình bấm vào biểu tượng đồng hồ. Và ở bếp này sẽ xuất hiện biểu tượng mũi tên, có nghĩa là bạn sẽ bắt đầu chọn được cái thời gian mà bạn muốn thiết lập cho bếp. Ở đây mình chọn là 12, sau đó mình bấm vào biểu tượng đồng hồ một lần nữa. Thì ở đây bếp của mình là bếp số 1 phía đằng trước, bên tay phải đã được thiết lập với mức nhiệt là 7 và cái thời gian là 12. Mình thiết lập thêm một bếp nữa là bếp phía bên trên phía bên tay phải. Mình lựa chọn bếp. Đặt mức nhiệt là 6. Bấm vào biểu tượng đồng hồ, xuất hiện mũi tên. Lựa chọn thời gian muốn đặt. Sau đó bấm biểu tượng đồng hồ để xác định là bếp được đặt với mức thời gian là 13 phút. Và giờ để xóa mức thời gian đã đặt thì mình kiểm tra lại, thì mình lựa chọn vào bếp, sau đó chọn vào thời gian. Thì bạn sẽ thấy là bếp bây giờ, bếp phía bên trên bên tay phải đang có mức hẹn giờ là 13 phút. Và mình không muốn hẹn giờ nữa thì mình có thể lựa chọn. Các bạn để ý là để lựa chọn được cái thời gian thì phải có hai dấu gạch ngang chân ở bên dưới số. Bây giờ mình sẽ lựa chọn là đặt được không, có nghĩa mình đã xóa cái thời gian mà mình đã đặt. Sau đó mình ấn đồng hồ là xác nhận. Thì bây giờ cái bếp số 6 của mình sẽ không còn kiểm tra lại, thì sẽ không thấy cái thời gian đặt giờ nữa là 00. Chức năng tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn là chức năng Boost. Chức năng Boost này hoạt động là khi các bạn muốn chọn một bếp, ví dụ mình chọn bếp phía bên tay trái phía trước của mình chọn vào bếp đấy. Sau đó mình không muốn là phải chọn từng cái mức nhiệt một thì mình ấn chữ Boost. Ngay lập tức bếp sẽ có cái mức nhiệt là cái mức nhiệt cao nhất, tối đa nhất cho cái bếp đấy. Tuy nhiên là cái dấu hiệu Boost ở đây là vẫn là chữ B ở đây là vẫn nhấp nháy, có nghĩa là chưa có nồi. Và chức năng, hai cái chức năng khóa an toàn mình cũng muốn giới thiệu với các bạn, đấy là một là biểu tượng hình bàn tay, là cái khi các bạn chạm vào bàn tay và có dấu đỏ trên cái bàn tay này thì được hiểu là khi mà các bạn đang nấu nướng và các bạn đã lựa chọn xong cái mức nhiệt cho từng bếp và các bạn không muốn là sự vô tình chạm của bạn làm thay đổi cái mà các bạn đã đặt, thì các bạn có thể là ấn cái bàn tay này. Và bây giờ thì cho dù các bạn có chạm thì cũng không làm thay đổi cái mà các bạn đang nấu nướng và đã đặt cho bếp. Để tắt cái chức năng này các bạn chỉ cần bấm vào lại bàn tay và cái dấu đỏ trên bàn tay biến mất. Chức năng khóa an toàn thứ hai, đó là khi các bạn tắt bếp như này, các bạn sẽ không muốn là vô tình các bạn chạm vào như này, bếp lại bật lên. Hoặc là như trẻ con hay là bất kỳ một ai không muốn nấu nướng như vậy bật bếp lên này, thì mặc dù là không nhận diện nồi nấu, không nguy hiểm gì, nhưng mà bếp sẽ tốn điện. Và tại vì bếp vẫn đang chạy, thì để tránh trường hợp đấy thì các bạn sau khi tắt bếp, các bạn thấy cái hình biểu tượng hình khóa ở đây, các bạn giữ cái biểu tượng khóa đây trong 10 giây cho đến khi nghe tiếng píp và có hình ánh sáng của cái đèn hình khóa
đổi lên. Có nghĩa là bây giờ các bạn, dù các bạn có chạm vào nút khởi động bao lâu đi nữa thì bếp cũng không bị khởi động lên. Và để hoạt động lại bếp như bình thường thì các bạn lại giữ 10 giây vào cái hình biểu tượng hình khóa. Cho đến khi biểu tượng biến mất thì bây giờ các bạn có thể khởi động bếp lại như bình thường. Ok. Đây là mặt đằng sau của bếp từ Bosch. Trụ sở chính của công ty sản xuất của Bosch thì nằm ở thành phố Munich. Đối với dòng bếp từ của Bosch và Siemens thì các bạn nên để ý là cái phần dây điện sẽ không được nối trực tiếp với bếp như này. Đây là mình vừa mới nối xong. Thì khi nối các bạn luôn để ý là dây thì có 5 dây. Khi nối dây với cả các cái điểm kết nối trong máy thì lên chú ý cho đúng để tránh trường hợp cháy bếp. Đây là sơ đồ hướng dẫn lắp đặt dây điện của bếp Bosch. Đây là phía quạt gió và các bạn lưu ý là khi nấu ăn tránh để nước có thể lọt theo các cái khe mép của bếp và bị quạt gió để hút những cái giọt nước đấy vào và nước sẽ vào máy. Vì vậy dễ làm cháy động cơ. Toàn bộ phía đằng sau được bọc bằng thép không gỉ, chắc chắn và nặng. Bây giờ thì mình sẽ thử chạy bếp với một cái nồi nước để xem là bếp từ này có hoạt động đúng như là mình giới thiệu là có thể tự diện diện nồi nấu hay không. Đây là mình sử dụng một cái nồi là có khả năng nấu nồi từ. Các bạn lưu ý là đối với bếp từ thì không phải là nồi thông thường như nồi gang là có thể nấu được. Chỉ những nồi mà các bạn kiểm tra là lấy cục nấm châm ấy, là dính vào đáy nồi. Nếu như nó hút nam châm thì có nghĩa là nó có thể khả năng bắt được từ. Vì vậy mà các bạn nên lưu ý. Mình lựa chọn bếp nấu và mình thiết lập mức là 9. Thì bây giờ các bạn, một là các bạn sẽ thấy là cái số 9 ở đây nó bị nhấp nháy liên tục như là vừa nãy khi không có nồi. Và các bạn nghe thấy cái tiếng xèo đó, đấy là cái tiếng từ bắt đầu là đã hoạt động và nó tác động trực tiếp vào phần nước ở bên trong nồi là làm nước nóng lên. Và khi nước nóng lên thì nhiệt mới lan tỏa dần đến trên miệng nồi và dần dần đến bề mặt nồi. Vì vậy mà bếp từ là cực kỳ là tiết kiệm năng lượng cũng như là tiết kiệm cái nhiệt năng mà nó không bị tỏa ra các cái bộ phận xung quanh không mong muốn. Với bếp từ thì nấu cực kỳ nhanh, các bạn đã thấy cái tác dụng là nước đã ngay dưới bề mặt là đã xuất hiện bọt khí. Với những bếp thông thường thì không thể có cái hiện tượng này vì nhiệt sẽ phải từ từ làm ấm nồi rồi bắt đầu mới đến nước được. Và các bạn lưu ý, ngay cả khi có bọt nước này mình có thể đặt tay lên trên miệng thành hoặc cầm tay một lúc lâu như này, không hề nóng. Đấy là một cái minh chứng cho thấy rằng không phải nồi nóng và làm cho nước bên trong nóng lên. Nhưng mà tí nữa nước sôi thì chắc chắn mình sẽ phải bỏ tay ra. Và xung quanh, khu vực xung quanh, cạnh ngay ở nồi, mình có thể đặt bàn tay ở đây. Hoàn toàn cả bàn tay mình đặt ở cạnh đấy, không nóng một chút nào. Đây cả ở đây. Đó là lý do mà không có nhiệt lượng tỏa ra ngoài, bạn không cảm thấy nóng bức khi nấu nướng, khó chịu. Và cũng cực kỳ là nhấn mạnh thêm một điều nữa là bếp rất là tiết kiệm năng lượng. Và chỉ trong có vài giây thì bạn đã thấy cái mực nước này cũng tương đương với cái mực nước mà mọi người hay sử dụng để nấu canh với gia đình 4 người. Thì nước đã bắt đầu chuẩn bị sôi. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhiệt, đấy là ưu việt của bếp từ và không hề nóng. Đây cũng là công việc mà thường ngày mình sẽ nhận bếp từ về và kiểm tra. Bếp an toàn và bếp đảm bảo chất lượng thì mình mới chuyển về cho khách. Và bây giờ là kết quả của nước đã sôi. Như vậy là mình vừa mới giới thiệu xong với các bạn về bếp từ Bosch, về bếp từ bốn mặt của Bosch. Và để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của Đức, xin mời các bạn liên hệ Facebook chương trà hàng sách tay Đức hoặc vào website bán hàng của mình duc-viet.com để có thể biết thêm nhiều chi tiết cũng như các sản phẩm khác. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip.